Thưa cô bác anh chị, hiện tại cháu Hiền đang có mặt tại chợ Tùa Chùa, một huyện lẻ thuộc tỉnh Điện Biên. Hôm nay là một sự may mắn cũng như là một sự trùng hợp khi cháu Hiền lên đến đây đúng hôm bà con họp chợ phiên một tuần một ngày cô bác ạ. Nơi đây nổi tiếng với rất nhiều loại đặc sản, nông sản từ núi rừng được bà con bản địa đi khai thác trong rừng về và đem ra chợ bán cũng như là giao lưu tất cả các mặt hàng từ núi từ rừng. Ở đây chợ Tùa Chùa còn giữ được rất nhiều nét văn hóa, giữ được bản sắc từ ngày xưa, nhìn rất giản dị và gần gũi. Nơi đây tập trung chủ yếu là bà con dân tộc Dao và dân tộc Mông cùng nhiều dân tộc khác nữa. Mỗi vùng miền thì sẽ có một nét đẹp riêng, văn hóa riêng cũng như là khác nhau. Nhưng hôm nay cháu Hiển đã được trải nghiệm thực tế thì thấy có một món ăn đặc sản cực kỳ nổi tiếng của đồng bào dân tộc Hơ Mông, đó là món mèn mén. Khi nghe món mèn mén làm từ bột ngô thì các bác không còn xa lạ gì khi đến với mảnh đất Hà Giang các bác ạ. Ngày hôm nay khi được đến với huyện Tùa Chùa của tỉnh Điện Biên, cháu Hiển đã được trải nghiệm và khám phá thực tế, cho thấy bà con nơi đây rất gần gũi, biết phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa. Có rất nhiều điều cho cháu phải học hỏi và noi theo. Còn bây giờ, cháu Hiển xin mời tất cả các ông bà, các cô bác cùng nhau khám phá chợ phiên tại huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên tiếp cô bác nhé. Cháu Hiển xin chào các bác. Xin mến chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Hiển TV. Nào Chiến, con chào các bà nào. Con chào các bà. Thưa cô bác, anh chị, là hôm nay thay là vì một thước phim chúng cháu lên trên bản chia sẻ về tất cả các hoàn cảnh nghèo. Thì hiện tại là chúng cháu đang ở một nơi rất là xa. Ở đây là một huyện của tỉnh Điện Biên cô bác ạ. Hôm nay thì cháu đi vào đây có một công việc, thì nhân tiện đây và cũng rất là trùng hợp, hôm nay là ngày chợ phiên của huyện Tùa Chùa. Thì hiện tại là mẹ con cháu đang ở trong chợ. Bây giờ thì cháu cũng muốn là đi xem là bà con ở đây, cháu thấy bà con bán nông sản rất là nhiều. Cháu sẽ đi một vòng để cho tất cả quý ông bà cùng biết cô bác nhá. Cùng xem. Đấy, hôm nay thì xin mời cô bác là sẽ đi chợ cùng với mẹ con cháu. Ở đây thì mặc dù là một cái huyện rất là xa xôi và đường đi lại rất là khó khăn, nhưng mà thấy bà con đi họp chợ ấy cô bác rất là đông. Ở đây là một hàng bà con là bán bánh này. Cháu sẽ khám phá một chút. Cháu chào cô nhá. Đây là bánh gì ấy cô? Bánh dày à? À thế còn bánh này? Bánh ngô. Bánh ngô à? Đứa chết luôn. Ui bánh này là làm bằng cái gì ấy bà? Click. Cũng là bánh dày à, nhưng mà làm bằng màu đúng không? Có màu đúng không? Màu à. Vâng, tí nữa cháu quay lại cháu mua nhá. Đấy, bà con ở đây thì có vẻ như là cháu không biết là ở đây đa số là dân tộc gì, nhưng mà thấy họ ăn mặc khá là lạ so với chỗ của chúng cháu. Ở đây là có cả dân tộc Thái sao ấy cô bác. Ở đây cháu thấy mọi người là tăng cầu rất là nhiều. Đấy, còn bên này thì là một cái gian hàng ăn uống đồ ăn vặt. Có bánh rán này, có trứng luộc này, có đủ các loại luôn. Đi, đi vào trong kia đi con. Ở đây thì bà con bán cái đồ nông sản ấy cô bác bán rất là nhiều, đặc biệt là những đặc sản mà từ chính ở trên quê hương của bà con nơi đây. Đi, đi bên này đi, đi bên này đi. Ở bên này đông lắm con. Ở bên này. Đây. Đây là những hũ măng ớt này, những hũ chẩm chéo này. Cái này là cái gì ấy chị? Ép cẩu ấy. Dạ? Ép cẩu. Ép cẩu à? Cái này để cái gì chị? Đựng cơm. À, đựng cơm, đựng xôi để ý là mình đi làm để đựng vào trong cái này đúng không? Một cái bao tiền á? À? À, em mở ra xem nhá. Cái này là làm bằng cây cây vầu ấy nhỉ?
Chị ơi, có dây để đeo không cái này? Đâu làm gì đấy, dây đeo làm gì? À, nếu mà có dây đeo thì nó sẽ tiện hơn. À, tí nữa em sẽ lấy mấy cái về để làm kỷ niệm. Rồi, đi. Tí nữa em quay lại lấy. Rồi, đi. À, măng ơn à? Đây, vào đây. Ở đây à, bà con bán cái quả, quả này là quả gì nhỉ? Là quả lạc tiên các bác, đây là quả lạc tiên đây. Có vẻ như ở đây có khá là nhiều đây. Đi con này, đi. Cái này bao tiền một cân đấy chú, quả lạc tiên này? Giá? 5.000 một lạng cả. Thế là 50.000 một cân. Giá cả cũng khá là cao. Tí nữa quay lại lấy hoa đu đủ tươi này. Hoa đu đủ tươi. Ngô này. Ngô, đúng rồi. Rồi đi. Đây là quả gì đây? Ốc rừng à? Ốc sen. Vâng. Rồi đi. Đi một vòng đấy nhỉ? Đi một vòng đã. Vâng, con cá. Hầu như là toàn những cái đồ đặc sản ở trên của bà con ở trên nơi đây thôi cô bác. Mỗi một vùng miền ấy thì nó sẽ có một cái đặc sản khác nhau. Con gì ấy? Con gì ấy nhỉ? Tôi chào bà nhá. Cái này là con dế à bà? Cái này là... Cái này là này sao? Cái một chai như này là bán bao nhiêu hả bà? Ít thấu là bao tiền chú? Mua bây giờ. Lâu là phải là chứ. Cái nào bây giờ đâu? Cái là này của chứ đó. 25.000 một lạng. 25.000 một lạng á? Ồ, thế là giá cao ấy nhỉ, là một cân là 250 à? Bây giờ đang lên được không? Chú ơi, cái này là nhà nuôi à hay là mình đi rừng bắt về? Đi đào à? Đào ở đất. Đi mua về một lọ. Một lọ này là 4 lạng à? Chị lấy không để bố mua cho. Con mua màu xanh nước biển. Mua cái nào lấy cái nào đi. Màu xanh nước biển. Lấy luôn à? Cho cháu một cái này nhá. Chú ơi, hơn hồi. Ba lạng. Cái này 3 lạng à? 25.000. Một lạng 25.000, 75.000. 3 lạng à bà? Ba lạng dứa. Dạ? Ba lạng dứa à? Ghê mà cân thử xem có đến không. Đây, cho bà cân thử xem nào. Bà cân thử cho cháu xem nào. Mua về cho Chiến nhá. Mua về cho Chiến chơi nhá. Thả xuống đất để chơi nhá. Cái này thả xuống đất nó đi luôn hết luôn đấy. Bây là chi có chú chưa nói không đây. Chú này đi mua mini xe này. Ê. Cái cũng đổ lên. Bắt tôi thử táo cái này. Không có nào. Dế mềm đặc sản. Thôi cháu lấy chai này nhá. Đấy. Rồi. Cháu cảm ơn bà nhá. Hy vọng là sẽ có dịp quay trở lại đây để tiếp tục mua con dế của bà. Đây này, ở đây còn nhiều món nữa. Tí nữa xem là có cái gì có thể ngâm rượu được hay không. À, đây nè. Cháu chào bà nha. Cái này là nấm linh chi phải không bà? Cái này bán như nào hả bà? 100.000 chỗ này à? Cái này cũng là măng dưới đây. Măng dưới măng ngon, măng non á. Cái này cũng là măng à, nấm linh chi nhỉ? Ừ. Cái này công dụng của nó để làm gì ạ? Biết đâu, cái hồng cá nó báo chẳng biết để làm gì. Nhưng mà mọi cái các cô cái lấy kia nó cứ bảo là cái này tốt mà. Chẳng biết mang đi ngâm rượu hay là mang đi uống hay là thế nào cũng thôi, để tí nữa cháu quay lại. À, đây là hoa hoa tam thất tươi. Không ở đâu. Đây là hoa tam thất tươi mà. Đúng rồi, cái này là hoa tam thất. Đúng rồi anh.
Đấy, tăng rất tươi mà. Vâng, dưới mua một cái măng dưới về lay đi cháu ơi. Vâng ạ. Để. Con này chân. Cái này là củ gì hả bà? Cái này là củ sâm đất. Sâm đất cái gì ạ? Sâm đá. À. Ôi, tí nữa cháu quay lại cháu lấy nhá. Cháu đi một vòng chợ đã. Cháu khám phá chợ của mình đã. Trên mình xem có những cái đặc sản gì. Đây là măng gì nhỉ? Bà ơi, cái này là măng gì hả? À, chi bao à? Đây toàn đặc biệt là những cái đặc sản mà từ rừng mà ra hết đấy cô bác ạ. À. Đây vừa rồi cháu vừa mới hỏi bà ở kia. Cái này là cái này mua về ngâm rượu. Cái này là mua về ngâm rượu nhưng mà không biết công dụng của nó là gì. Nhà không biết là cây sâm gì. Cái này gọi là gì ấy bà? Không biết á. Cái này về lấy về để dùng như nào? Nấu cháo à hay là ngâm rượu? Một cân 40.000 á? Ngâm rượu á? À vâng, cháu cảm ơn nhá. Rồi đi con này. Quả dứa rừng. Dứa rừng tươi. Rồi đi. Bây giờ khá là muộn và sáng nay mưa to. Con này lên trên này đi. Đây. À đây, tam thất tươi đây. Đây là củ tam thất tươi này cô bác, củ rất là to luôn. Cái này một cân bao tiền à chị? Giá? Sâm Ngọc Linh hả? Cái này là bao tiền một cân? À. Cái này là sâm Ngọc Linh cơ cô bác, chứ không phải là tam thất. Đúng rồi, cái này lấy về ngâm rượu. To đấy nhỉ? 700.000 một cân. Cái này là tươi mà anh. Cái này là tươi, lấy không? Lấy một cân nhá. Tí nữa lấy về ngâm. Rượu đây là sâm Ngọc Linh này các bác. Chị ơi, 700.000 một cân cái này à? À. Cái này là tươi ấy nhỉ? Ở đây thì toàn là những cái đặc sản ở bên này là Tây Bắc rồi, cô bác chuẩn Tây Bắc rồi nên là có rất là nhiều cái đặc sản. Nếu mà các cô bác mà có sang bên Lào Cai để đi du lịch bên Lào Cai ấy, thì là các bác cũng biết rồi, bà con ở nơi đây thì có rất là đa dạng và phong phú về những cái món đặc sản này. Đặc biệt là hoàn toàn là từ rừng mà ra chứ không phải là bà con khác tự trồng được hay là tự có được. Cái này là quả gì ấy chú? Nho rừng à? Đây là quả gì nhỉ? Cái này là ngâm ấu tẩu ấy. Ấu tẩu. Đây là ấu tẩu à? Ở đây là chỉ muốn tha cả chợ đi vào nhà để ngâm rượu hết thôi cô bác. Ở đây là có cây kim tuyến. Cái này là rất là quý hiếm ấy cô bác. Đặc biệt là cái loại đỏ như này. Nếu mà cái loại trắng ấy. Ở đây là hầu như là cái khu vực này cô bác là bà con toàn bày những cái hàng nông sản, những cái đặc sản ở trong rừng. Con ơi đi bên này con ơi. Hôm nay là cháu cũng muốn chia sẻ cái thước phim này lên trên kênh để lưu lại làm kỷ niệm. Ở đây bà con đang like để bán này cô bác. Đây là toàn những cái cây cảnh. Đây có phải hạt cải của bà con mình khác tự trồng ở trên này không cô? Đây có hai loại à? Còn nhiều không em? Cái này nhà em khác có à? Còn mỗi bằng này thôi à? Nếu mà có thì chị sẽ lấy nhiều hơn.
Nhưng mà chuẩn hạt cải ở trên mình cơ. Cái này chuẩn à? Thế cái loại này là cái gì ấy? Cái này là loại cát nữa. À, nhưng mà cái này là to hơn à? Cảm giác hạt nó to hơn đúng không? À, cái loại này là ăn bông. À, ăn bông à? Ăn bông của nó đúng không? À, cái này em hỏi mẹ xem bán bao nhiêu chỗ này đi. Một chén này là 10.000. Một chén 10.000 à? Nếu mà mua tất chỗ này thì sẽ bán như nào? Xem mấy chén thì lấy. À, không bán theo lạng à? Đây là hoa gừng ấy nhỉ? Đây là lá hẹ này. Bảo cho mẹ là gói cho chị hết đi. Dưa tặng. Dưa tặng là mua hết. Dứa là mua. À, chứng tỏ là mình ở bên này là dân tộc Mông gì nhỉ? Mông Hoa, Mông Trắng hay Mông gì? Em là... em không biết. Đấy, cô bác à, nếu mà các bác mà mua sản phẩm của hai vợ chồng cháu ấy thì là cháu sẽ tặng kèm cái hạt cải này cho các ông các bà nhé. Đây là chuẩn cái hạt cải ở trên chồng cháu ấy. Bà con bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều cô bác đang quan tâm đến cái sản phẩm này. Đây là những cái quả dưa ở trên chúng cháu này cô bác. Dưa này vừa rồi cháu cũng có mua được ít hạt giống này. Đấy khi mà... Dạ? Đói quá, xin năng nhìn đi mua ít thôi. À, bác đói quá. Vâng. Ít cơm một tí. Xin. Ít cơm một tí, khắc chế rồi. Vâng, thế cháu cho bác nhá. Vâng. Đây, cháu gửi ông nha. Cháu chúc ông sức khỏe nha. Rồi, ông đi mua xôi ăn đi ạ. Cháu chào ông nha. Vâng ạ. Đây. Ở đây toàn là những cái đặc sản mới lạ thôi cô bác ạ. Con lươn này. Cái này là cái gì ạ cô? Khoai. À, mồng khoai á? Cháu này không biết cái này là cái gì, chưa ăn bao giờ. Đây là những cái bài thuốc của bà con nơi đây cô bác. Này là chấu ngà bản luôn. Bát tiền à chú? Bát tiền một cân à? 140 ạ. Thì chở, cả ngon không à? Vâng. Thì chở. Nhà tự nuôi luôn. Hơn 2 cân. Hơn 2 cân. Con bé tí là con sao cũng. Sao cũng mãi. Ở đây thì mọi người bán gà mấy bán lợn các bác. Khu này là chợ gà gia súc. Ở đây thì cháu không thấy bán con trâu, con bò gì cả. Nhưng mà gà ở đây thì theo như bản thân cháu thấy là toàn gà bản thôi. Không có gà công nghiệp gì. Từ cho con. Lợn gà. Lợn toàn lợn bản với gà bản thôi. Nên là giá sẽ hơi cao hơn so với gà công nghiệp, 140.000 một cân. Chú kia đang bán 140.000 một cân nhỉ các bác. 10 giờ sáng rồi nhưng mà chợ vẫn chưa tàn các bác ạ. Đấy, có rất là nhiều những cái đồ đặc sản của bà con là mang ra chợ để bán. Đấy, mọi người sẽ bán hết rồi mọi người mới về. Ong, cổ ong. Ở khu chợ phiên này thì theo như vừa nãy cháu tìm hiểu thì ở đây là mật ong rất là nhiều. Mùa này thì ở đây mọi người cũng đã vắt và chai hết, không còn mật cả sáp nữa cơ. Ở đây thì mọi người bán giống đỗ, rau. Cái này bán theo chén mọi người ạ. À, theo lạng. Wow,
Đây, ở đây là có cái củ sâm Ngọc Linh rất là to này các bác. Đây, có cả cây. Cây này là mình bán như nào chị? Tới này về thì cháu sẽ có cái mặt hàng này để bán các bác nhé. Bán hàng tươi và hàng khô luôn. Củ sâm Ngọc Linh, củ rất là to này. Chơi ví dụ bán cả cây này thì bên này là bên này củ bé hơn này, bên này củ bé hơn, chắc là rẻ hơn này các bác. Củ bé này rẻ hơn, còn lại củ to này thì đắt hơn. Cái này mình ngâm rượu đúng không chị? Ngâm mật ong thì sẽ rửa sạch thái nhỏ ra xong ngâm mật vào mật ong. Còn ngâm rượu thì mình sẽ chắc cũng phải thái nhỏ. Hay là ngâm cả củ này? Thái nhỏ. Ngâm mật ong thì mình rửa sạch xong là thái từng lát để xong là mình hơi như nó mua một tí nước cháo thì mình ngâm vào mật ong. Củ to này là đắt hơn đúng không? Củ mập lắm các bác ạ. Sâm Ngọc Linh này mập. Đợt này về thì cháu sẽ có mặt hàng này để bán ở trên kênh các bác nhé. Củ sâm Ngọc Linh. Ở đây thì có một cái gọi là phiên chợ online. Thế mọi người bán online rất là nhiều. Đấy. Như này thì cũng rất là tốt cho bà con ở trên vùng cao. Tại vì là như thế này sẽ tiêu thụ hộ bà con được những cái nông sản, những cái sản phẩm mà bà con mang ra chợ để bán. Đấy. Mặc dù là một trong những phiên chợ vùng sâu vùng xa, nhưng mà cháu Quyền thấy rằng là ở đây người ta đang phát triển theo hướng 4.0. Tức nghĩa là người ta live stream bán hàng rất là nhiều ở trong cái phiên chợ như thế này. Đấy, các bác anh chị có nhìn thấy là ở đây các cô chú anh chị ở đây đang live stream bán hộ bà con những cái mặt hàng nông sản. Rất là nhiều. Rất là nhiều những cái gian hàng mà các anh chị ở đây người ta đang bán live stream để hộ bà con. Đấy, các anh chị nhìn thấy là ở dãy này thì là người ta đã bán hết rồi các bác nhé. Đây là đang lên đơn để gửi cho các bác ở dưới xuôi. Đấy, toàn bộ cái khu vực này thì người ta đã lên đơn xong hết rồi. Có những cái phiên chợ online như này thì bà con được nhiều, rất là nhiều luôn ấy. Tại vì như thế này cháu thấy là bà con ở đây người ta có những cái mặt hàng nông sản mang ra chợ bán thì sẽ được anh chị ở đây để live stream bán hộ. Đây là cổng chợ vào chợ Tủa Chùa này. Khu này là người ta sẽ bán quần áo này các bác. Đây là họ sẽ bán quần áo, giày dép. Chợ có vẻ như là rất là đông. Chợ ở đây người ta bán quần áo thì thấy có vẻ như khá là đông này. Ngày chợ phiên. Đấy, phiên chợ này thì diễn ra vào từ tối ngày hôm qua rồi. Thứ bảy là có chợ đêm. Thưa các bác anh chị, là sau hơn 400 km di chuyển ấy thì hiện tại là cháu đã có mặt tại nhà cô bác ạ. Lần này đi thì chúng cháu cũng có được học hỏi rất là nhiều thứ từ bà con ở bên Điện Biên. Nói chung là mỗi vùng miền thì nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau, cũng như là nét văn hóa là khác nhau. Đấy, thì khi mà đi về, cái này là đồ tươi cô bác, chúng cháu cũng có
tìm hiểu về một số đặc sản ở bên vùng Tây Bắc, còn chúng cháu ở bên này là Đông Bắc này cô bác. Thì hôm qua cháu cũng có lấy một ít táo mèo tươi về, cái này thì cháu sẽ ngâm rượu để cho ở nhà. Lâu lâu có khách hoặc là có ông bà ấy, thì là cháu sẽ cho công các bà là dùng. Ở đây thì cháu ngâm cái táo mèo này với cả rượu. Thưa cô bác anh chị, là hiện tại thì gian hàng của hai vợ chồng cháu là có những cái mặt hàng vẫn là như từ trước đến giờ. Tuy nhiên thì đợt này cái bột nghệ cô bác, bột nghệ đỏ ở trên chúng cháu gần như là hết mùa rồi. Chính vì thế nên là cháu cũng không còn nhiều nữa. Hôm qua hôm kia thì cháu cũng có làm thêm được một ít. Ở đây thì tầm khoảng 3 cân nữa thôi. Đấy, rất là mong quý ông bà cô bác là ủng hộ gian hàng cho vợ chồng cháu để có thêm kinh phí chúng cháu đi lên bản cô bác. Bây giờ thì cháu sẽ ngâm cái táo mèo này vào rượu. Đây là rượu ngô chuẩn ở trên chúng cháu ấy cô bác. Đây là mẹ cháu ở nhà khác tự làm. Đấy, cháu lấy về cháu sẽ ngâm với cái táo mèo này. Thế này thì lấy cho các ông các bà uống cái gì? Rượu ngô này ấy cô bác. Thì chỉ có ở trên chúng cháu bà con khác tự nấu thì mới chuẩn. Chứ không thì nếu mà bán ở ngoài chợ thì cũng không có được chuẩn lắm. Đấy, ở đây thì táo mèo ngâm với rượu thì có các công dụng như sau cô bác ạ. Công dụng của táo mèo là tán huyết ứ này, thanh nhiệt này, giảm chướng bụng, đầy hơi, kích thích tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa, bệnh gan do tác hại của rượu bia. Đấy, rất là tốt cho những ông bà, cô bác cao tuổi cô bác. Đấy, không biết là các bác đã từng ngâm chưa? Đấy, bây giờ cháu sẽ bỏ vào đây và ngâm. Đeo bao tay vào đã. Ở đây thì cháu đã rửa sạch và để ráo nước rồi cô bác ạ. Làm cái gì cũng thế, ngâm tất cả các mặt hàng, cái gì ngâm với rượu hoặc là ngâm với mật ong thì trước khi các bác ngâm thì rửa thật kỹ, sau đó thì để ráo nước, xong thì mới ngâm nó mới tốt được. Không phải là ngâm nhiều cô bác là mua hoa đu đủ với cả ngâm với mật ong ấy thì các bác cũng có hỏi cháu rất là nhiều. Đấy thì qua thước phim này cháu cũng chia sẻ với công các bà luôn. Đó là cái ngâm bất kỳ thứ gì thì cũng rửa trước, sau đó thì cái đặc biệt là để ráo nước, sau đó mới ngâm cô bác ạ. Cái hạt quả táo mèo này là các bác có thể ăn như thế này luôn cũng được. Nó có vị chua này và nó sẽ hơi bị chát nữa. Nếu mà các bác mà không ăn được chua với cả chát ấy thì là sẽ không có ăn được. Còn khi mà ngâm rượu vào ấy cô bác thì nó sẽ rất là ngọt. Nhà cái khoảng thời gian ngâm là nó sẽ ngâm hơi lâu. Cái này thì cháu mua cái bình to nên là ngâm 10 cân ở trong một cái bình này luôn. Đấy, rượu này rất thơm các bác ạ. Ở đây là 10 cân thì cháu sẽ ngâm đổ lúc nào đầy bình thì thôi. Lấy ra 10 cân là phải ngâm hết cả 10 lít ấy. Chị Ngọc muốn uống thử không? Uống một chén là say cả ngày ấy nhỉ. Này phải ngâm độ tầm khoảng 1 tháng cô bác ạ. 1 tháng thì mới uống được. Này chắc là đặc lắm đây. Tại vì cháu cái này thì cháu không có bán, cháu chỉ ngâm để phục vụ trong gia đình thôi. Nên là cháu sẽ không. Nếu mà các bác mà ngâm ấy thì 5 cân là ngâm với 10 lít là vừa đấy cô bác ạ. Nhưng mà ở đây cháu ngâm để cho gia đình khác tự dùng ấy, nên là cháu không ngâm theo cái kiểu công thức như thế. Bây giờ là cháu sẽ đẩy cái này sang một bên đã. Đấy, bình rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, 1 tháng sau nữa thôi là cháu sẽ quay lại để cho các bác xem cái màu của bình rượu này các bác nha. Đấy, bây giờ là cháu sẽ đóng cái bột nghệ này. Trước khi đóng bột nghệ thì là cháu cũng xin phép các bác là giới thiệu gian hàng của vợ chồng cháu một chút. Bột nghệ thì như vừa rồi cháu nói rồi, bây giờ hiện tại là cuối vụ rồi, không có nhiều các bác. Đây là bột nghệ mới rất là thơm, bột nghệ đỏ. Nếu mà các bác có nhu cầu dùng bột nghệ thì các bác liên hệ với cháu nhanh để đặt hàng. Ở đây thì có tầm khoảng hơn 3 cân nữa thôi. Còn đây là hạt ốc chó của hai bé Tuấn Viện này. Hôm qua hôm kia em Mai ở nhà thì là bác của hai bé lại tiếp tục trở xuống. Thì em Mai ở nhà có bốc ra được 5 cân các bác. Đấy thì cháu cũng hy vọng là các bà sẽ ủng hộ hai bé để cho hai bé là có thêm những cái kinh phí để đi học. Còn đây là của hai vợ chồng cháu. Của cháu đến đâu ấy thì cháu hút chân không hết rồi và sấy chín. Còn của hai bé thì cháu đóng vào túi zip này và còn sống các bác nhá. Thì cháu cũng chưa có làm chín.
Rất là mong quý ông bà cô bác là ủng hộ cho vợ chồng cháu. Còn đây là miến rong đặc sản ở trên vùng của chúng cháu. Cái này là làm hoàn toàn từ củ rong giềng này cô bác. Và đây là lá mắt gan rừng cô bác ạ. Lá mắt gan thì như chúng cháu cũng có thông báo lên trên kênh rất là nhiều. Hiện tại thì cũng gần như là hết cái lá mắt gan mà nhà cháu có. Tại vì nhà cháu có một cái loại cây rất là đặc biệt. Đó là khi mà các bác đun sôi thì cái cây lá cây nó sẽ xanh trở lại giống như là mình vừa mới hái ở trên cây về. Bây giờ thì chuẩn bị là hết mùa cái cây đấy. Chính vì thế nên là cháu đã ôm hàng nhiều như thế này để phục vụ cho các ông các bà khi các ông các bà có nhu cầu sử dụng cái lá mắt gan của chúng cháu. Còn ở trên này thì là mật ong cô bác. Ở đây là cháu có hai loại mật ong. Đây là mật ong khoái rừng và mật ong hoa bạc hà. Mật ong khoái rừng, mật ong hoa bạc hà. Và đây là cái mướp đắng rừng. Cái mướp đắng rừng này thì ví dụ như các bác mà bị huyết áp thấp thì vẫn dùng được. Còn nếu mà lá giỏ của lam thì các bác huyết áp thấp là không dùng được. Cái này là giúp mình giải độc gan này, bị tiểu đường, huyết áp, mỡ máu. Cái này rất là tốt cô bác. Còn đây là cái thuốc đau nhức xương khớp của đồng bào dân tộc La Chí cô bác. Đây là thuốc gia truyền. Đã gọi là thuốc gia truyền thì các bác cũng biết là nó có hiệu quả hay không rồi cô bác ạ. Nếu mà không hiệu quả thì sẽ không bao giờ là thuốc gia truyền được. Ngoài ra thì cháu còn có rất là nhiều những cái mặt hàng. Đấy, ở đây là lá hoa, là hoa đu đủ khô. Cháu đã phơi khô và đóng gói sẵn như này. Một gói là 5 lạng như này. Trị về tiểu đường này, trị ho, sỏi thận, huyết áp và đặc biệt là ngăn ngừa ung thư rất là tốt. Các bác mà bị bệnh ung thư ấy cô bác là các bác rất là hay dùng cái này. Cái hoa đu đủ này có thể các bác lấy về ngâm với mật ong hoặc là làm trà để uống, vân vân. Đấy, cháu ngoài ra thì cháu còn có măng nứa khô. Măng nứa khô này thì cháu có hai loại cô bác nha. Ở đây là măng dạng miếng này. Còn cháu còn có măng dối nữa. Đấy, rất là mong quý ông bà cô bác là ủng hộ những cái gian hàng của hai vợ chồng cháu. Một chuyến đi Điện Biên về thì chúng cháu cũng có học hỏi được rất là nhiều và mang được rất là nhiều cái đặc sản từ bên Tây Bắc về cô bác ạ. Đấy thì cháu cảm ơn cô bác đã đồng hành cùng với vợ chồng cháu xuyên suốt cái hành trình. Cháu cảm ơn cô bác rất là nhiều và rất là hy vọng công các bà sẽ ủng hộ những cái mặt hàng mà hiện tại là vợ chồng cháu cũng đang bán ở trên kênh. Ở sắp tới này thì chúng cháu sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới nữa để phục vụ cho các ông các bà có nhu cầu dùng cô bác ạ. Còn hôm nay thì thước phim của cháu chia sẻ đến đây khá là dài rồi. Cháu cũng xin phép là khép lại nội dung thước phim ở đây. Một lần nữa thì cháu cảm ơn cô bác, ông bà rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý ông bà, cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác.